Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1602 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email thi a gmail com hoặc là qua fanpage misu thi thanh phạm để cho thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ bạn nữ này nhà ở bình chánh bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước bạn kể rằng do nhà của bạn nằm ở ngoại ô thành phố cho nên nhà với lại đất xung quanh nhà của bạn rất là rộng rãi luôn từ lâu phần đất xung quanh nhà của bạn được trồng nhiều loại cây. Ở phía trước sân nhà của bạn có một cái nhà mát. Nhà mát này á để mà mình ngồi mình chơi hoặc là mình văng võng ngủ cho nó mát đó các bạn. Rồi ở phía trước nữa là có nguyên một cái vườn lan luôn. Còn ở phía ngoài cổng nhà đó thì hồi cách đây rất là lâu rồi. Ba của bạn có trồng kế bên cái cổng ba cái cây. Ba cây này thì bạn cũng không có rõ nó tên chính xác là gì nhưng mà ba của bạn nói rằng ba cây này tên là cây tràm liễu thì bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng 4 thành viên gồm ba mẹ bạn với lại con của bạn hồi cách đây mấy năm trước ba mẹ của bạn còn khỏe ba mẹ có cơ sở kinh doanh riêng cho nên hầu như ngày nào cũng vậy buổi sáng ba mẹ của bạn sẽ đi cho tới chiều tối ba mẹ mới về còn con của bạn năm đó mới 13, 14 tuổi Nó cũng còn đi học Cho nên buổi sáng nó đi học cho tới chiều nó mới về Bạn thì cũng đi làm từ sáng cho tới chiều mới về nhà Và khi mà bạn về nhà rồi á Bạn sẽ bắt tay vô dọn dẹp nhà cửa Nấu nướng đồ ăn thức uống rồi sau đó bạn sẽ ra ngoài sân nhà để mà cắt tỉa cây cảnh hoặc là quét sân ha. Thì bạn kể rằng á bạn rất là cực luôn ngoài đi làm ra chuyện ở nhà từ trong ra ngoài á, là bạn quán xuyến bạn lo hết thì cho tới một hôm cái ngày hôm đó bạn đi làm về hôm đó trời mưa rất là lớn thì bạn về bạn cũng dọn dẹp nhà cửa xong rồi nấu nướng đồ ăn nấu ăn xong rồi á, thì trời hết mưa bạn mới ra phía trước bạn nhìn cái sân á tại vì mới mưa xong mà cho nên lá cây á, nó đổ đầy sân bạn nhìn bạn ngứa mắt quá đi, cho nên bạn mới lấy cây chổi để mà bạn quét sân. Thì trong cái lúc mà bạn quét sân á, lúc này á gió bắt đầu nổi lớn lên. Thì khi mà gió lớn lên ha, bạn mới vô tình bạn mới nhìn ra ngoài cổng. Kế bên cái cổng là có ba cây tràm liễu á, bạn mới thấy rằng á ba cái cây tràm liễu này nó đổ qua đổ lại bạn nói rằng á ba cây tràm liễu này ba của bạn trồng lâu rồi nó cũng cao tầm khoảng chừng năm bảy mét á nhưng mà có điều cái thân cây của nó rất là ốm nói chung nhìn nó không có cứng cáp mà ở phía trên á thì lá hoa nó xum xuê dữ lắm kìa thì khi mà ba cái cây này nó cứ đổ qua đổ lại do gió lớn á mà ngay cái chỗ đó lại có mấy cái cọng dây điện câu vô trong nhà của bạn rồi thêm cáp internet đồ nữa lúc đó hả nó trúng vô mấy cái cọng dây đó tự nhiên khi bạn nhìn thấy cái cảnh đó cái bạn mới nghĩ rằng nó là trời 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 sao nguy hiểm dữ vậy trời sao nguy hiểm dữ vậy bình thường á ba cái cây này á nó đổ lá đổ hoa cũng rất là nhiều bạn quét rất là cực nhưng mà bạn không nghĩ gì đâu nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà bạn thấy nó đổ qua đổ lại trúng vô mấy cái cọng dây điện bạn suy nghĩ lỡ mà mưa to gió lớn hơn chút rồi ba cái cây này nó, nó gãy đổ cái nó trúng vô dây điện nó làm đứt dây điện nhà mình sao trời tự nhiên bạn suy nghĩ ra cái cảnh tượng đó các bạn sợ cho nên bạn đã quyết định sẽ kêu người chặt ba cái cây tràm liễu này đi cho tới tối hôm đó khi mà ba mẹ của bạn về á bạn mới nói với ba mẹ rằng á ba mẹ ba mẹ con tính kêu người á là chặt ba cái cây tràm liễu đó đi tại vì mới nãy hả lúc mà gió lớn con thấy rằng nó đổ qua đổ lại xong rồi nó trúng vô mấy cọng dây điện con sợ lỡ mà mưa to gió lớn một cái á nó gãy một cái là đứt dây điện mất công dữ lắm ba mẹ thấy sao thì ba mẹ sau khi nghe xong cũng cảm thấy không có an toàn giống như bạn cho nên ba mẹ mới kêu rằng đó là thôi kêu người chặt đi con con muốn tính sao con tính thì lúc đó là bạn quyết định là sẽ kêu người chặt ha Đêm đó đi ngủ cũng bình thường Cho tới sáng ngày hôm sau á Trước khi mà bạn đi làm á Bạn mới ra ngoài nhà mát bạn ngồi Thì cái ngày hôm đó là ngày tháng Ngày 28 tháng 4 dương lịch Thì bạn tính rằng á Bạn sẽ gọi điện cho cái anh mà chặt cây Bạn hẹn cái anh đó qua ngày 29 tháng 4 là qua ngày hôm sau á để mà có gì á bạn được nghỉ lễ mấy ngày sau khi mà chặt cây xong rồi á tranh thủ mấy ngày đó bạn sẽ dọn lại vườn tược luôn là bạn tính vậy thì lúc này bạn mới lấy điện thoại ra bạn gọi cho cái anh kia bạn mới hẹn rằng á là anh ơi ngày mai á anh qua bên nhà em anh chặt mấy cái cây tràm liễu giùm em nha thì anh kia cũng đồng ý hẹn với nhau là 8 giờ sáng ngày hôm sau sẽ qua rồi khi mà cúp máy bạn cũng đi làm bình thường không có gì hết Cho tới chiều hôm đó bạn đi làm về cũng dọn dẹp nhà cửa Nấu nướng đồ ăn Hai mẹ con của bạn ăn trước Xong rồi lần quần lần quần chút xíu Hai mẹ con mới đi vô trong phòng ngủ Hai mẹ con của bạn ngủ chung với nhau Mà cái ngày hôm đó ba của bạn á đi nhậu cho nên cái lúc mà ba của bạn về á, ba không có chịu ngủ liền, mặc dầu là ba bạn sỉnh quá càng cao rồi. Bình thường á là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy 10 giờ đêm là bạn đã ngủ rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó do ba của bạn sỉnh, á, rồi ba không chịu ngủ, ba nói tùm lum tùm la mà ba nói rất là lớn. Mẹ kêu ba vô trong phòng ngủ đi mà ba không chịu vô ngủ. Cứ nằm trước nhẹ rồi nói um sùm, khiến cho bạn ở trong đây bạn nghe bạn ngủ không được ngủ không được, nằm hoài hả ngủ không được cái cho tới khi mà ba của bạn chịu vô trong phòng ngủ rồi thì lúc đó cũng cỡ 11 giờ đêm. Mà do bạn đã bị qua giấc rồi cho nên bạn rất là khó ngủ luôn. Mặc dầu con của bạn nằm kế bên nó đã ngủ rồi đó, còn bạn cứ trằn trọc trằn trọc bạn nằm hoài bạn không có ngủ được. Thì cho tới cỡ 12 giờ đêm á, lúc này á là trời khuya thanh vắng tĩnh mịch, yên ắng vô cùng ha thì bạn kể rằng á, là bạn đang hả chằn chọc chằn chọc vậy đó cứ lăn lộn lăn lộn hoài cái tự nhiên bạn mới nghe ở phía ngoài á, tại vì ở phía sân nhà của bạn á, là được làm bằng xi măng hết rồi thì tự nhiên bạn nghe ở phía ngoài giống như là có ai mang dép mà họ đi họ cố tình họ lết dép á. cho nên nó là cứ nghe tiếng sần sọt sần sọt kéo ở phía sau phía cái bên hông giống như là ở phía ngoài nhà của bạn vậy đó ha thì bạn mới nằm bạn lắng tai nghe bạn mới nghĩ rằng nó ủa ba mẹ mình hả ta mà giờ đó ba mẹ ngủ rồi ba của bạn thì xỉnh là đương nhiên ngủ rồi các bạn nằm bạn lắng tai nghe bạn nghĩ ủa không lẽ có con trộm ta mà bạn cứ nghe nha giống như nó đi xung quanh nhà đó nó kéo dép cà sọt cà sọt cà sọt vậy đó cái xong tự nhiên vừa mới nghe ở phía ngoài mình nó thì trong nhà các bạn tưởng tượng nhà của bạn giống như nằm chính giữa rồi xung quanh nhà của bạn là đất thì cái người này nè như là mang dép cứ lết xung quanh nhà của bạn vậy đó ha thì vừa mới nghe ở ngoài tự nhiên á là cái cửa phòng của bạn á mở ra một cái kịch do là hai mẹ con bạn ngủ thì không có bấm cửa trong đâu chỉ là hả đóng bình thường thôi thì lúc này vừa mới nghe tiếng động ở ngoài thì bây giờ ngay chỗ cái cửa buồn của bạn, cửa phòng của bạn á, nghe một cái kịch giống như là ai mở vô vậy đó. Bạn mới nghe cái kịch một cái nhưng mà trong phòng á thì bạn không có mở đèn ngủ, cho nên bạn đâu có biết ai vô đâu. Thì bạn cảm giác rằng có người bước vô trong phòng của bạn đi lại đằng giường của bạn bạn này á, thì ngủ bằng mùng nha các bạn thì bạn kể rằng á, là lúc đó bạn thấy rằng là cái người đó đang kéo cái mùng Hai mẹ con ngủ tấn mồm thì người đó kéo cái mồm ra. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới hỏi rằng là ủa má hả má? Má hả? Thì lúc này nha, tự nhiên bạn nghe tiếng trả lời của một cái bà nào đó rất là lạ. Bà nói rằng á, tao không phải má mày. Bà nói vậy đó, mà cái giọng bà rất là hung dữ, nói rất là nhanh, tao không phải má mày. Thì lúc đó bạn hết hồn, bạn nghe cái gì mà giọng người nào lão quát vậy, mà nhà của bạn thì chỉ có bốn người thôi, có bốn người thôi mà người đó thì không phải là mẹ của bạn mà ai vậy trời cái bạn còn hỏi rằng là ủa ai vậy ai vậy thì bà này á bà chửi bạn quá trời luôn bà không có đút cái đầu vô trong mùng bà chỉ kéo cái mùng ra bạn thấy cái mùng nhút nhích thôi thì bạn hỏi rằng ủa ai vậy ai vậy thì bà mới nói vậy nè mày á mày gan lắm ha mày dám kêu người chặt cây hả mày dám kêu người chặt cây hả mày gan cùng mình ha thằng cha mày á còn không dám chặt mà mày dám kêu người chặt hả? mày kêu người chặt đi tao bẻ lội cổ mày đó. mày kêu người chặt đi tao bẻ lội cổ mày đó nghe chưa? nghe chưa? thì lúc này trời ơi tao nói hả, bạn hả không biết là ai mà gì mà hăm dọa bạn gì thấy ghê vậy? xong bạn mới nghe tiếng con bạn kêu, bạn mới hả giật mình bạn tỉnh dậy, cái con bạn hỏi rằng nó là mẹ, mẹ mẹ làm gì mẹ ngủ mà mẹ hả kêu ú ớ quá trời vậy mẹ? có sao không mẹ? Thì lúc đó đó bạn mở mắt ra mà bạn nói rằng nha Mặc dù ổng bị đè gì hết trơn á Nhưng mà nguyên cái người của bạn á nó mệt Nó mệt vô cùng luôn giống như là mình vừa mới đánh lộn với ai Nó đau đớn cực kỳ luôn Thì do bạn cũng sợ con bạn sợ á Cho nên bạn mới nói rằng không có gì Mẹ ngủ mẹ nằm mơ thôi nằm xuống ngủ đi con Thì lúc này là bạn cũng nằm chằn chọc chằn chọc sao hồi suy nghĩ bạn không biết là gì bạn nghĩ rằng chắc là mình nằm mơ thôi cho nên đó là bạn cũng ngủ luôn tại vì nhà bạn bạn ở nào giờ lúc đó bạn cũng ba hai ba ba tuổi rồi chưa bao giờ bạn thấy gì hết thành ra là bạn nghĩ chắc là mình nằm mơ thôi cái bạn nằm chút xíu bạn ngủ luôn ha cho tới sáng hôm sau là ngày 29 tháng 4 đó tới 8 giờ thì cái anh kia anh cũng qua mà ngày hôm đó là mẹ của bạn với lại con của bạn là có nhà thì bạn kể rằng khi mà anh này qua đó ảnh đem đồ nghề, đem máy cưa đồ qua Nhưng mà cứ lay hoay hoài cưa không có được Lay hoay cưa vô cái hư cái cưa Hư cái cưa cứ hả từ 8 giờ sáng Cho tới 11 giờ trưa mới sửa được cái cưa cho tới 11 11 giờ rưỡi trưa đó là anh này á ảnh mới hả là cưa cái cây đầu tiên nhưng mà mới cương chút chút thì cũng phải tới giờ ăn cơm rồi, thành ra là phải nghỉ, nghỉ ăn cơm xong rồi mới cưa tiếp. Thì cũng cưa bình thường, xong cái cây đầu tiên ha, qua cái cây thứ hai á, khi mà ảnh leo lên á, cái tự nhiên anh tụt xuống. Ảnh mới nói với bạn rằng là chị ơi chị, à, cái này chị kêu người khác cưa đi, à, tôi cưa không được chị ơi. Cái bạn mới hỏi, ủa sao vậy anh, sao tự nhiên cưa một cây rồi qua cây thứ hai rồi cái tự nhiên giờ nói cưa không được là sao anh cái ảnh mới nói rằng là, hả lạ à, hả tôi thấy kỳ lắm nhưng mà thôi thôi tôi không có làm nữa đâu cái cây mới nãy tôi cũng không tính tiền chị đâu giờ tôi về chị kêu người khác cưa đi anh nói vậy đó xong cái anh gom đồ nghệ anh đi về luôn các bạn bạn lúc đó ngồi cũng ngỡ ngàng nó ủa kỳ cục vậy trời thì lúc này á, là cũng tầm khoảng chừng 3 giờ mấy chiều rồi bạn mới nói với mẹ bạn á, là trời ơi sao kỳ cục vậy tự nhiên hả ba cây cưa hết 1 cây rồi rồi cái tự nhiên để dở dang hai cây đó rồi con biết cưa, kêu ai đây con chỉ biết cái ông đó thôi tự nhiên giờ ông nói vậy mà hỏi làm sao ông cũng nói nữa bạn hoàn toàn không có nhớ cái chuyện tối hôm qua nha cái ngồi nói qua nói lại với mẹ một chút cái bạn cũng nằm cái võng ngay chỗ cái nhà mát á rồi cái gió hiu 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 bạn cũng mệt Cho nên nó là bạn mới liêm diêm bạn ngủ Thì trong cái lúc mà đang liêm diêm ngủ vậy đó Tự nhiên trong cái vía của bạn Bạn thấy có một người đàn bà Cái bà này á Bà đi song song từ ở ngoài cổng Bà đi vô Mà cái mặt bà hung dữ lắm Bà vô nha Bà giả vô mặt của bạn một cái bóp một cái Lợi gần giống của bạn Bạn chưa có kịp phản ứng bà này là ai Tự nhiên bà giả vô mặt bạn một cái bốp một cái Bạn đau điếng bạn giật mình bạn la cái á bạn tỉnh dậy thì lúc này mẹ của bạn với lại con của bạn cũng ngồi trong cái nhà mát đó đó mới hỏi gì vậy cái bạn mới nói trời ơi trời cái bà nào vô giả vô mặt con đau quá vậy cái mẹ của bạn nói rằng ai ai vô đâu tao có thấy ai vô đâu cổng nhà mình thì đóng đâu có ai vô được tao thấy ai vô đâu cái bạn nói trời ơi tự nhiên bà đi song song con thấy bà đi song song từ ngoài cổng vô bà giả vô mặt con cái bóp cái đau quá trời luôn các bạn mới mở cái tay ra thì cái má của bạn á là in năm cái dấu tay bầm tím luôn các bạn. Mẹ thấy mẹ hết hồn luôn, mẹ hỏi sao vậy sao vậy? Hả sao vậy? Các bạn nói thì đó con thấy bà nào vô giả vô mặt con, đau quá trời đau luôn, đau quá trời nè, mà năm dấu tay bầm tím luôn nha. Lúc đó mẹ của bạn thấy nghi rồi, cho nên mẹ nó hôi hôi vô nhà, vô nhà. Xong cái sau đó bạn mới nghĩ lại cái chuyện tối hôm qua, bạn mới kể cho mẹ nghe rồi cái thêm cái chuyện mà bạn bị giả nữa cái mẹ nói rồi vậy là người ta không cho chặt rồi đã hồi hôm người ta đã nói như vậy mà sáng này mày cũng chặt là sao cái bạn nói thì con đâu nghĩ gì đâu tự nhà mình ở nào giờ con có thấy gì đâu rồi cái tối hôm qua con thấy vậy con cứ tưởng là con mơ con cứ tưởng con mơ không mà con nghĩ gì hết trơn á mà sao giờ hả năm dấu tay rành rành mấy ngày nó mới lặn á các bạn thì mẹ của bạn không cho chặt nữa ba của bạn về biết cái vụ đó thấy trên mặt bạn năm dấu tay ba cũng không cho chặt nữa luôn kệ nó có gì mình tỉa cho nó bớt mấy cái lá mấy cái hoa đi cho nó gọn lại để nó không có dướng vô dây điện chứ không có chặt sợ mất công á là người ta làm gì bạn nữa thì đây là câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua mà bạn kể rằng là cái lúc mà bị bà đó giả một cái nha bạn đau điếng luôn năm dấu tay nguyên cái bàn tay rồi nè in lên trên mặt của bạn mấy ngày sau nó mới lặn đó các bạn thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay nghe chuyện này ghê các bạn ha rút kinh nghiệm khi mà mình muốn chặt cái cây nào á mình phải cúng mình khấn trước khấn mình xin coi thí dụ như nếu mà không có chặt được á thì thôi các bạn ơi tốt nhất là đừng nên chặt các bạn ha thì đây là chuyện đầu tiên Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Quê bạn nam này ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà Sáu của bạn. Bà Sáu này là em của bà ngoại của bạn. Chuyện này bà Sáu đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Bà Sáu kể rằng câu chuyện này xảy ra tầm khoảng năm 1999 Do ông sáu của bạn đã mất sớm. Rồi cái à, tới năm 1999 thì mấy người con của bà sáu cũng đã lớn đi lên Sài Gòn làm. Cho nên bà sáu ở nhà có một mình thôi. Thì cái đợt đó là do đám dỗ của ông sáu, thành ra là mấy người con của bà sáu cũng về rồi bà con dòng họ, hàng xóm láng giềng cũng qua để mà ăn đám dỗ của ông sáu ha thì trong những người đó là có ông Hai. Ông Hai này á không phải là chung một xóm với bà Sáu. Nhưng mà ông Hai này á là bạn rất là thân thiết với lại ông Sáu lúc mà ông Sáu còn sống. Nhà của ông Hai á thì ở trên xóm trên á. Thí dụ như nếu mà đi bộ cũng được, nhưng mà ông Hai không có đi bộ mà ông Hai tự chèo xuồng một mình xuống để mà ăn đám giỗ của ông Sáu của bạn. Thì hôm đó đám dỗ cũng bình thường Cũng không có vấn đề gì xảy ra hết Cho tới chiều tối thì do ở quê người ta ngủ rất là sớm Cho nên mấy người đàn bà là mạnh ai về hết rồi Còn mấy ông đàn ông thì vẫn có nhiều ông nán lại để mà nhậu với lại mấy người thanh niên trai chán cũng nán lại để mà nhậu. Nhậu tới tầm khoảng chừng 8 giờ mấy, 9 giờ tối. Lúc này là mạnh ai người nấy là quắt cần câu hết rồi thành ra là mới giãn tù mới kéo nhau về thì khi mà ông hai ổng nói với bà sáu rằng là chị sáu tôi về nha chị sáu lúc đó bà sáu thấy ông hai sỉn quá rồi cho nên bà sáu sợ rằng là ổng về mình mất công lắm cho nên bà sáu mới kêu rằng là trời ơi anh hai ơi anh sỉn quá rồi anh hai ơi thôi để tôi kêu sắp nhỏ nó chèo xuồng nó đưa anh về nha nhưng mà ổng không chịu ổng mới nói rằng là thôi trời ơi xỉn gì mà xỉn, tôi á từ tự chèo xuồng về được Chị yên tâm đi đừng lo nhưng mà thấy ổng xỉnh quá cho nên mấy người con của bà sáu mới nói rằng là hả bác hai ơi thôi không mấy giờ tụi con chở bác hai về bằng xe máy rồi có gì á ngày mai tụi con đem xuồng qua trả cho bác hai chứ bác hai xỉnh rồi bác hai tự chèo xuồng mình buổi tối vậy nguy hiểm lắm nhưng mà ổng nhất quyết ổng không chịu ổng nói rằng á là tao quen rồi để tao tự tao chèo về mà tao chèo giỏi lắm với lại tao bơi cũng giỏi thí dụ như lỡ mà tao có té đi chăng nữa thì tao cũng tự bơi về được mắc gì tụi bay lo mà tao nói hả mạnh ai người đó khuyên nhưng mà ông hai nhất quyết không có nghe nhất quyết không có nghe cho nên mọi người cũng bó tay thì trước khi mà ông hai về á bà sáu của bạn mới lấy cho ông á hai đòn bánh tét một đòn nhân đậu với lại một đòn nhân chuối bà sáu kêu á anh hai đem về á để cho chị hai với lại sắp nhỏ ăn nha cái ổng cũng cầm hai đòn bánh tét xong rồi á là ổng mới đi xuống dưới xuồng của ổng rồi ổng mới chèo về thì khi mà thấy ổng chèo cũng bình thường cho nên nó là mọi người cũng không có lo lắng gì sau đó mọi người cũng vô ngủ nhưng mà tới sáng ngày hôm sau Tầm khoảng chừng 8-9 giờ á Là vợ của ông hai là bà hai Mới lội bộ lên trên nhà của bà Sáu của bạn Mới vô hỏi bà Sáu rằng đó là chị Sáu, chị Sáu Trời ơi, ông hai ông chưa về nữa Hồi hôm nào ông nhậu, ông xỉn, ông ngủ là nhà chị Hay là có khi nào á ông tắp vô chỗ nào ổng nhậu tiếp không Thì lúc đó, sau khi bà Sáu nghe xong Cái bà Sáu nói, ủa, cái gì vậy? Ông chưa về nữa hả? Hôm qua ông về rồi. Tao kêu á hả là hả mấy đứa nhỏ đưa về nhưng mà ông không chịu. Ông không chịu. Ông nói ông chèo về. Sao tự nhiên thấy có hả cái cảm giác không có tốt quá. À? Thì bà sáu mới kêu rằng đó là đâu bây giờ đi kiếm ổng. Do là bà hai loại bộ, bà hai đấu chèo xuồng lên đâu, cho nên đó là mọi người mới xúm nhau đi kiếm ổng mang mang ngay chỗ cái con kênh đó đó để đi kiếm thì đi kiếm một hồi mới phát hiện cái xuồng của ổng mà trên xuồng á là chỉ có hai đòn bánh tét với lại đôi dép của ổng thôi còn ổng mất tiêu rồi thì lúc này á là mọi người thấy chuyện không lành rồi thành ra là mấy người mà biết lặng á mới nhảy xuống nước rồi mới lặn xuống để kiếm mò tiền nhưng mà kiếm không có ngày thứ nhất tìm không có qua ngày thứ hai mọi người cũng xúm nhau kiếm nhưng mà kiếm không có luôn. Cho tới ngày thứ ba thì có một ông, mình gọi là ông Năm đi. Ông Năm này thì ông cũng rất là hay. Khi mà hai ngày tìm kiếm không có đó, cho nên ông Năm mới lập một cái bàn cúng ngay chỗ mà mọi người phát hiện cái xuồng của ông Hai đó các bạn. Thì ông Năm mới cúng, ông Năm mới khấn rằng đó là à, anh Hai, anh Hai. Bây giờ nếu mà lỡ mà anh đã té xuống sông mà anh mất rồi đó thì anh cho tôi kiếm được anh đi. Tôi kiếm anh rồi tôi đem anh lên để đem về cho vợ con anh chôn cất an táng anh. Chứ anh nằm dưới hả nước như vậy lạnh lẽo dữ lắm anh hai ơi. Thì ông Năm ổng ổng cúng ổng khấn xong ha. Là ổng tự ổng nhảy xuống một mình luôn, ổng kêu mọi người đừng đừng có xuống để ổng một mình ổng xuống thì ổng mới nhảy xuống một mình ngay chỗ mà mọi người kiếm được cái xuồng của ông hai đó bắt ổng lặn xuống dưới một chút xíu thôi các bạn ổng đã tìm được ông hai rồi sau đó mới lôi ông hai lên là ông hai chỉ nằm cách ngay chỗ cái xuồng khoảng chừng mét mấy hai mét thôi mà trong khi mọi người đã coi như là mò tìm chỗ đó không có nha mà bây giờ hả cách có mét mấy hai mét là ổng nằm sâu ở dưới cái 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 đáy ở dưới đó thì lúc này là ông năm mới lo hai lên bà sáu của bạn kể rằng là trời ơi nhìn ổng thấy ghê muốn chết luôn tại vì cũng mất mấy ngày rồi rồi cá nó rỉa cái bụng ổng nó ăn ruột gan của ổng hết trơn rồi ổng chương sình lên rất là ghê rồi sau đó gia đình cũng đem ổng về để an tán nhưng mà không có chôn ổng được phải hả là thiêu ổng các bạn tại vì ổng phình bự ra quá thành ra hả là không có để ổng vô hòm được mới thiêu ổng thì sau khi thiêu ẩm xong tầm khoảng chừng tuần lễ Hôm đó là mấy người con của bà Sáu của bạn đã lên Sài Gòn hết rồi Bà Sáu ở nhà của mình thôi Thì đêm đó bà Sáu của bà ngủ Bà Sáu nằm mơ Trong giấc mơ á Tự nhiên bà Sáu mới nghe tiếng vậy nè Chị Sáu ơi Chị Sáu ơi Cái bà Sáu mới tỉnh dậy trong mơ nha Bà Sáu nói rằng là mơ cái bà sáu mới tỉnh dậy trong mơ thì khi mà bà sáu tỉnh dậy mới nhìn ra thì thấy ông hai là đi vô ổng đi vô mà ổng lạnh cái người ổng run run thấy ghê lắm cái uh, bà sáu mới hỏi rằng á là bà sáu cái vía của bà là bà biết rằng ông hai đã mất rồi nha các bạn biết là mất rồi nhưng mà bà sáu không sợ bà sáu mới hỏi rằng á là trời ơi ông hai ông ông mất rồi mà ông về ông kiếm tù chi vậy ông hai ông mất rồi ông về ông kiếm tù chi vậy cái ông mới trả lời rằng đó là Chị Sáu ơi Chị sao? Tôi chết đuối tôi lạnh Tôi lạnh quá chị Sáu ơi Chị Sáu cho nên đó là chị đốt cái mền của chị cho tôi đi Để tôi đắp Chứ tôi lạnh lắm tôi lạnh lắm Ông kêu là đốt cái mền của bà Sáu Cho ông đi Chứ ông lạnh dữ lắm Thì bà Sáu nói trời ơi đấu được Sao mà anh không về anh kêu vợ con anh đốt cho anh tôi có một cái mền tự nhiên ông kêu tôi á là đốt cho ông cái mền của tôi sao được tôi có một cái à Cái ông mới nói làm sao các bạn mới không nói đâu có đâu chỉ có hai cái lận chỉ có hai cái lận còn cái mền màu xanh chị bỏ trong tủ chi chị xếp chị, chị bỏ trong tủ chi giờ chị lấy cái mền xanh đó chị đốt cho tôi đi Cái ông nói vậy đó ông nói vậy xong cái ông đi ra ông biến mất bà sáng mới giật mình thức dậy người nóng lạnh luôn các bạn rồi cái hả bà mới bật đèn lên mới nhìn ngay chỗ mà mới nãy ông hai đứng á là cái chỗ đó nước không luôn là bà biết là vừa mơ vừa thật rồi đó cho nên nó là bà mới lấy trong tủ tại vì thiệt như vậy là trong tủ của bà bà có một cái mền màu xanh xếp cất trong đó đó khi nào mà giặt cái mền đang đắp là lấy cái cái mền đó để mà đắp đó thì bây giờ là bà lấy ra rồi bà đốt liền ngay lúc đó luôn Thì sau khi đốt xong rồi là bà vô nằm chút xíu nữa ngủ cũng bình thường Thì từ đó về sau là bà Sáu không có thấy ông hai nữa Đây là câu chuyện mà do bà Sáu của bạn đã trải qua Rồi kể lại cho gia đình cho con cháu nghe Nghe chuyện này ghê các bạn ha Tiếp theo là câu chuyện thứ ba Câu chuyện này là của một bạn nữ bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do bạn đã chứng kiến và một chuyện là do bạn đã trải qua ám ảnh tuổi thơ của bạn luôn. Thì bạn kể rằng là hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ đó thì sẽ kể cái câu chuyện thứ hai trước để mà cho nó diễn biến đúng thời gian ha. Thì bạn kể rằng hồi lúc mà bạn còn nhỏ tầm khoảng học lớp 1 thôi ở phía đối diện nhà của bạn ở quê của bạn thì xung quanh ở đây hoang vắng dữ lắm một cụm như vậy chỉ tầm khoảng chừng mấy căn nhà thôi thì bạn kể rằng đối diện nhà của bạn là có nhà của một người bạn của bạn đặng trai thằng này nó lớn hơn bạn 2 tuổi nó tên là phương nha thì bạn nói là hai đứa do là nguyên nguyên cái cụm đó là có mấy căn nhà thôi mà có hai đứa nhỏ à. Cho nên nó là bạn với lại nói chơi rất là thân với nhau Hai đứa thân dữ lắm Thì hai đứa là hay đi chơi Nó lớn hơn bạn 2 tuổi Cho nên nó là nó cũng hay dạy bạn học nữa Nhưng mà hai đứa xưng với nhau mày tao thôi Thì có một hôm đó đó Nó mới qua bên nhà của bạn Nó mới rủ bạn đi ra vườn đào Ở phía sau nhà của nó là Nhà của nó có nguyên một cái vườn đào luôn Nó mới rủ bạn đi ra phía sau vườn đào chơi thì bạn cũng đi và khi mà hai đứa ra vườn đào chơi á thì ở trong cái vườn đào này nè là có một cái giếng bạn nói rằng á là cái giếng này là giếng đất tự nhiên mà có rất là lâu rồi thì lúc này á do là trời mưa các bạn cho nên cái giếng này nó cũng đầy cái chiều sâu của cái giếng này nó chỉ tầm khoảng chừng mét rưỡi thôi nhưng mà do lúc này hai đứa còn nhỏ cho nên đối với hai đứa thì cái giếng này nó sâu thì lúc đó hai đứa đi chơi vòng vòng cho đã Xong rồi hai đứa mới lại Mới ngồi trên cái miệng giếng đó Thì ở Ở dưới nước đó là nó có mấy cái bèo á các bạn Thì này nó mới hả là Dọc 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 vậy đó Nó mới nắm cỏ hai bên vậy nè Cái bạn mới kêu rằng đó là Ê ê mày 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 làm vậy mất công mày Mày rớt xuống dưới nha Đừng làm vậy nha Mất công rớt xuống cái thằng kia nó không chịu nó nói có gì đâu tao nắm tao nắm cỏ rồi nè tao nắm cỏ rồi nè không có rớt đâu thì lúc đó nó cứ dọc 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 vậy đó ha một hồi sau do trời mưa các bạn đất nó mềm á cho nên cái chỗ mà nó ngồi á bị lỡ xuống rồi á làng phương nó nó rớt xuống cái giếng luôn thì hả nó chới với ở dưới nó la quá trời bạn thì không biết bơi bạn cũng còn nhỏ mà các bạn sợ bạn mới chạy dạ về kêu người lớn nhưng mà cho tới khi mà người lớn ra thì nó đã mất rồi lúc đó ba mẹ nó rất là đau khổ Lúc đó ba mẹ nó chỉ có nó là đứa con trai duy nhất Đứa con duy nhất thôi Chưa có sanh mấy người sau ha Thì bạn kể rằng sau khi mà bạn này mất á Mẹ của nó chửi hoài luôn Chửi bạn hoài luôn Tại vì hả mẹ của nó cho rằng Đi chơi với bạn Bạn rủ nó đi chơi Cho nên nó là nó mới bị té xuống nước Nó mất như vậy Thì mẹ nó cho là như vậy Thành ra là mẹ nó cứ chửi bạn hoài gia đình của bạn nghe thì cũng hiểu cho mẹ nó là mất con cho nên nó là gia đình của bạn cũng ráng chịu đựng luôn chứ không có hả là nói gì lại hết thì về sau này ha tầm khoảng chừng hai ba tháng sau là buổi tối á mẹ của bạn á cứ nghe cái tiếng gọi bạn này á tên là ly mẹ cứ nghe tiếng gọi rằng á là ly ơi ly ly ơi dậy đi chơi với tao dậy đi chơi với tao nè ly ơi cứ hả nghe hoài luôn vậy đó rồi bạn cũng nghe nữa cái buổi sáng mẹ mới hỏi rằng là đứa nào mà nó kêu con hoài cái bạn mới nói đứa nào trong xóm này á là chỉ có phương là chơi chung với bạn thôi hai đứa là đồng đồng trang lưới với nhau cách nhau hai ba tuổi là mới thân thôi chứ đâu có nào với lại buổi tối ban đêm đứa nào mà kêu tối ngủ sớm đứa nào mà kêu thì mẹ của bạn mới nghi mẹ của bạn mới sợ là nói về cho nên á lúc đó mẹ của bạn mới qua nói chuyện với lại mẹ của ông Phương thì lúc này là mẹ của ông Phương cũng đã nguôi ngoai bớt rồi thì khi mà nói mẹ của ông Phương cũng không có chửi mẹ bạn gì hết rồi sau đó đó mẹ ông Phương mới nghe mẹ bạn nói rằng buổi tối cứ nghe tiếng kêu bạn hoài cho nên sợ là vong hồn của nó cứ quanh quẩn á cho nên là mẹ ông Phương mới đi lên chùa để mà hỏi sư thầy thì sư thầy coi cái sư thầy nói rằng là do thằng này nó bị bắt Đáng lẽ là nó chưa có tới số chết đâu Nhưng mà do nó bị người ta bắt cho nên nó mới mất như vậy thì sư thầy nói rằng nếu mà hả không có làm lễ để mà rước vong nó đem lên chùa đó thì trước sau gì nó cũng sẽ dẫn bạn đi nó sẽ bắt bạn theo thì lúc đó đó hả sư thầy cũng đi xuống nhà của ba máng phương á rồi cũng làm lễ để mà rước vong phương lên trên chùa sư thầy nói rằng lên đó thì nó cũng phải hả là học đủ ngày đủ giờ nó chưa tới số mất mà cho nên nó là phải lên học đủ ngày đủ giờ khi mà tới số của nó rồi thì nó mới được đi nha các bạn thì từ sau khi mà sư thầy đem lên chùa rồi thì bạn với mẹ bạn không có còn nghe tiếng kêu nữa đây là câu chuyện đầu tiên tuy rằng bạn không có thấy hình ảnh người bạn của mình nhưng mà kiểu giống như hồi cái lúc còn nhỏ trải qua cái chuyện đó thì bạn bị ám ảnh. Rồi nghe những cái lời lẽ của mẹ thằng Phương chửi á. Bạn cũng nhớ tới giờ luôn kiểu giống như nỗi đau, tổn thương vậy đó các bạn. Mà trong khi nó là cái người rủ bạn đi chơi. Với lại nó ngồi á, bạn cũng đã nhắc nó rồi. Nhưng mà nó không nghe. Rồi cuối cùng á, lỡ đất nó bị té xuống. Đâu phải là lỗi do bạn đâu. Nhưng mà theo kiểu là bạn nhớ hoài, bạn bị ám ảnh á thì đó là chuyện đầu tiên tiếp theo là câu chuyện thứ hai của bạn thì bạn kể rằng chuyện này là do bạn để chứng kiến năm đó là năm 2005 2006 gì đó thì lúc này cái xóm của bạn cũng đã đông rồi nhưng mà những người trong xóm của bạn thời xưa người lớn thì đi làm ruộng hoặc là đi đốt than con nít thì đi chăn bò chăn trâu bạn cũng vậy hồi nhỏ là bạn cũng đi chăn bò chăn trâu thì bạn kể rằng á là nguyên đám nít của bạn á thí dụ như hôm nào mà đi ít đi vắng đứa đó ha thì sẽ đi ở cái quảng ruộng gần thì bạn dùng cái từ ngữ do là cái cái dùng miền của bạn cho nên thi cũng không thi lên trên google để thi coi cái chữ đó để là coi coi hả là nó là chỉ về cái gì nhưng mà bạn dùng là là cái quảng ruộng nha mà thi không tưởng tượng được tại vì nếu mà mình chăn bò thì làm sao mà dẫn trâu dẫn bò đi ra ngoài ruộng không lẽ là ăn lúa hay sao cho nên nó là thi nghĩ đó là một cái 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 đất trống rồi có cỏ trong đó có cây trong đó chứ không phải là ruộng đâu nhưng mà bạn dùng cái từ là quán ruộng thì bạn kể rằng là ở gần nhà của bạn á là có nguyên một cái thi sử dụng từ đất trống ha nguyên một cái đất trống trong đó là có cỏ nè rồi có cây có cũng âm tầm trong đó rồi qua phía bên kia Tiếp nói theo á, là có nguyên một cái khu rừng Khu rừng cũng nhỏ thôi không có lớn Băng qua đi ngang qua cái khu rừng đó là sẽ có nguyên một cái đồng lớn luôn Mà cái đồng lớn này cũng có cỏ nhiều Mà ở trong cái khu này á là có một cái miếu Cái miếu này người dân khu đó kêu là miếu bà già Rồi á, là kế bên cạnh miếu là có ba ngôi mộ Mà bạn nói rằng nó là đã có lâu lắm rồi Người dân ở đây kêu là miếu bà già, mã bà già thôi. Mà ở đây linh dữ lắm nha, người dân ở đây là hay đi vô đây cúng để mà à, thí dụ như nếu mà đốt than á là sẽ cúng cho khấn vái cho đừng có sập hầm, hầm than, hoặc là làm ruộng thì cúng cho được mùa, không có bị sâu bệnh. Rồi thí dụ như nếu mà bị mất bò, mất trâu á cũng vô đây cúng là sẽ tìm được bò, tìm được trâu. Thì bạn nói vậy đó, linh vậy đó nhưng mà cái đám con nít của bạn á bình thường á là sẽ cho bò trâu ăn cỏ ở bên cái cái miếng đất trống nhỏ chứ không có dẫn qua đó chừng nào mà đông đứa kéo đông nhau á thì mới kéo bên kia và bạn kể rằng á là cũng trong sớm bạn luôn có một cái chú chú này á là chú tư ông chú tư này á là dân bợm rượu nha các bạn cũng nghiện rượu dữ lắm ta nói hả ngày nào cũng vậy sáng sớm là ông dậy là ông phải uống rượu miếng sáng sớm nha chúng không phải chiều nha hầu như ngày nào cũng nhậu nhưng mà sáng sớm là ông phải uống hả là à, khoảng chừng một hai xì gì đó ông mới chịu nổi thì cái ông chú tư này á là ổng không có công việc ổn định nhà ổng cũng có bò đó cho nên đó là ổng sẽ nhận cái nhiệm vụ là đi chăn bò hoặc là đi nhặt nhạnh mấy cái uh, hạt gì đó bạn nói không có rõ lắm cho nên thi cũng không có tưởng tượng ra được thì bạn kể rằng bình thường á là ổng chăn bò ổng dẫn đi đâu không à ổng ít khi nào mà ổng dẫn vô trong hai cái cái miếng đất trống đó hai cái cái cái, cái chỗ quản ruộng nhỏ quản ruộng lớn mới nãy bạn nói đó thì cho tới hôm đó ổng mới dẫn bò của ổng vô trong bên cái chỗ mà miếu bà già đó rồi đám con nít bạn bên đây là có thấy ổng đi ngang thấy ổng dẫn bò đi ngang nha thì đám nít cũng không để ý đâu cái ổng dẫn vô đó cái ổng ngủ ổng thả cho bò nó tự đi ăn cỏ ổng mới nằm ngay chỗ cái 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 láng mã đó để mà ổng ngủ thì ổng ngủ cho tới trưa ổng ngủ cho tới trưa xong cái bò nó mất tiêu các bạn cái ổng chửi ổng chửi quá trời luôn ổng chửi nó đứa nào ổng chửi thề không nha đứa nào lấy bò của tao trả lại bò cho tao ổng lo đi kiếm mà lo đứng chửi không hả lấy bò của tao trả lại bò cho tao cái chửi đã đời xong cái chửi qua cái miếu chửi qua mấy cái mã Nói à, có phải bà lấy không Tại vì người ta kêu là miếu bà già Mã bà già mà Cho nên ổng mới nói rằng là có phải bà lấy không Bà giấu bò của tôi đúng không hả à, Phải bà lấy không Bắt đầu ổng mới đá vô trong miếu Ổng đá vô trong miếu xong cái ổng còn leo lên trên mộ á các bạn Đái nữa Nhưng mà ổng không có đái trực tiếp lên trên mộ Mà ổng đái ra ngoài Rồi đám con nít đó là cũng đi lãng giảng khu đó Cho nên đó là tụi nhỏ mới thấy rồi xong sau, sau đó thấy ổng hung dữ quá thấy ổng chửi gì sùm cho nên mấy đám nhỏ cũng không dám vô dòm nữa cái à, cho tới tối hôm đó vợ của ổng thấy ổng về rồi cái hả qua hôm sau ổng cũng không về cũng không thấy bò về luôn cho nên đó là thím tư mới đi kiếm mới đi hỏi mấy người bạn mà hay nhậu chung với ổng á là có thấy ổng hay không thì mấy người này không thấy cái thím tư đi kiếm đi kiếm quá trời luôn cái uh, mới hỏi mấy đứa con nít mấy đứa bạn cái bạn mới nói rằng uh, là hôm qua thấy chú tư uh, là đi vô trong cái uh, bên cái láng mã bên kia uh, rồi chú ngủ thả bò xong rồi cái hình như chú mất bò rồi chú chửi um sùm trời đất rồi đạp miếu phá miếu gì đó tụi con thấy vậy thì lúc này thím tư uh, là biết rồi cho nên uh, là thím tư mới đi vô trong láng mã ngay chỗ miếu bà già thím tư đem nhang đèn vô Thế tư cũng khấn là chồng của con tại vì ổng sỉnh rồi cái đầu ổng hư rồi cho nên nó là nhiều khi ổng nói bậy nói bạ nếu mà ổng có làm gì mạo phạm á thì á là bà tha thứ bà bỏ qua cho cho con tìm thấy ổng cho tìm thấy bò vậy đó ha rồi có gì con sẽ đem đồ vô con cúng con trả lãi. cái bắt đầu á là thím cúng xong thím cũng đi kiếm ổng nhưng mà kiếm ngày hôm đó cũng không ra qua ngày hôm sau nữa thì có người người ta báo cho gia đình của chú tư này nè là thấy ổng ở trong cái đánh rừng cái đánh rừng nhỏ nãy thì nói đó thì lúc đó là mọi người mới vô trong đó thì thấy ổng nằm đâu các bạn biết không ổng nằm trên một cái ụ mối mà xung quanh cái ụ mối này á là tre xin lỗi không phải tre gai là cái cây gai mà cây gai nào cây gai đấy nó rất là cứng luôn cứng dữ lắm nó dày mệt nè mà ổng hiểu sao ổng lại vô ngay cái ổ mối đó ổng nằm mà mặt mày mình mẩy của ổng á là toàn là cứt bò không bị trét cứt bò đầy nguyên cái người ổng luôn thì lúc đó mọi người mới lay hoay nhưng mà tìm cách không có đem ổng ra được cho nên cuối cùng mọi người mới quyết định phải phát cái bụi gai đó phát xong cái bụi gai đó mới rinh ổng về rồi lao mình lao mẩy cho ổng rồi sau đó hả tại vì hôm đó cũng chiều tối rồi cho nên qua ngày hôm sau nữa thì thím tư mới mua đồ vô để mà cúng trả lễ tại vì tìm được ổng rồi cho tới khi cúng trả lễ xong thì tới trưa hôm đó đó là con mấy con bò của nhà thím tư cũng tự về luôn không cần đi kiếm các bạn mà nó tự động nó về luôn thì đây là câu chuyện mà do bạn đã chứng kiến ở trong xóm của bạn ngày xưa Hôm nay Thi đã kể xong tập 1602 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1603. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể chuyện xong trễ, tại vì hôm nay Thi vô kể trễ, tới 10 giờ mấy thì mới kể. À, cho nên là bây giờ đã 12 giờ 46 phút rồi các bạn thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha thì thôi à, thi hẹn gặp lại các bạn ở tập sau thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào